Thưa quý vị và các bạn, sau kết quả bầu cử Tổng thống Pháp, người châu Âu như thở phào vì chiến thắng của ông Emmanuel Macron. Còn rất sớm để nói tới kết quả, nhưng ít ra đã không khiến cho lục địa già thêm chia rẽ. Tuần qua, bằng cuộc tranh cử ngắn, không gây cấn, nhưng việc ông Moon Jae-in được bầu làm Tổng thống cũng giống như một nguồn nước mát xuất hiện trong lúc bán đảo Triều Tiên đang nóng từng ngày. Sau vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun Hye, hy vọng lớn nhất của người dân Hàn Quốc là chọn ra được vị tân Tổng thống trong sạch. Nhưng kết quả bầu cử lại cho họ nhiều hơn thế. Cơ hội hòa giải dân tộc có thể sẽ bắt đầu từ đây. Chiến thắng này là chiến thắng của khát khao thay đổi. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã làm hết sức mình để hiện thực hóa ước mong của người dân. Và tôi tin đó là động lực đưa chúng tôi tới ngày hôm nay. Tổng thống mới của Hàn Quốc đã đề cao ý kiến công luận, cũng kịch liệt lên án sự liên kết ở thượng tầng giữa chính phủ và các doanh nhân, điều đã dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Park Geun Hye. Tôi mong muốn tân Tổng thống sẽ đảm bảo an ninh và ổn định cho đất nước. Tôi hy vọng tân Tổng thống sẽ mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người và thực thi các chính sách một cách minh bạch. Vừa muốn cải cách chính quyền gia đình trị vốn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua, tân Tổng thống Hàn Quốc đồng thời thể hiện quan điểm ôn hòa trong vấn đề Triều Tiên. Đường lối này của ông được dư luận đánh giá là sự trở lại của chính sách Ánh Dương. Tôi tự tin dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao liên quan tới nhiều bên nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân Triều Tiên, đưa mối quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên tới hòa bình, hợp tác kinh tế và cùng nhau thịnh vượng. Ông Moon từng thể hiện quan điểm này khi còn làm việc trong chính quyền của cố Tổng thống Roh Moon-hin vào những năm 2000. Bước đi cụ thể mà giới quan sát Hàn Quốc nhắc tới là khả năng hai miền sẽ đàm phán để mở cửa lại khu công nghiệp Kaesŏn, biểu tượng của hợp tác liên triều nhưng đã bị đóng cửa từ đầu năm 2016. Hiện nay Trung Quốc cũng cùng quan điểm với Hàn Quốc gây sức ép lên Triều Tiên để sớm chấm dứt các chương trình thử tên lửa. Việc mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesŏn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề và ông Moon Jae-in sẽ phải cân nhắc về những gì ông đã cam kết suốt quá trình tranh cử. Chính sách Ánh Dương của ông Moon từng bị chỉ trích vì rốt cuộc chỉ giúp Triều Tiên có thêm thời gian và tiền bạc để chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Mặc dù vậy, việc Hàn Quốc bầu chọn một nhân vật có cách tiếp cận theo hướng bồ câu hơn với Triều Tiên và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể được xem là hai diễn biến cùng chiều, mở rộng hơn con đường dẫn tới một giải pháp cho vấn đề hạt nhân. Tình hình thực tế cho thấy, nếu chỉ áp đặt các biện pháp cấm vận và thù địch thì chưa đủ để giải quyết cuộc xung đột và khiến Bình Nhưỡng từ bỏ việc phát triển chương trình hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền leo thang, các nước đồng minh chạy đua vũ trang đe dọa an ninh khu vực, thì chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc có thể xem là một giải pháp tốt cho các bên. Thưa quý vị, hoạt động tranh cử và kết quả bầu cử Mỹ tuần qua được giới truyền thông đưa tin đậm nét trở lại từ quyết định của Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Một chút hài hước của phim ảnh đã tạo ấn tượng trong vụ này là ông James Comey chỉ biết mình bị sa thải khi xem truyền hình. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng được quan tâm hiện nay chính là quyết định của Tổng thống Trump đã gây ra những tranh cãi quyết liệt trên chính trường Mỹ, khiến cho vụ việc chưa thể dừng lại ở đó. Phát biểu với báo chí hôm 10 tháng 5, Tổng thống Donald Trump khẳng định lý do đơn giản dẫn tới việc ông Comey bị sa thải là vì giám đốc này không làm tốt công việc của mình. Trong khi đó, phản ứng sau quyết định của Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định động thái này nhằm khôi phục niềm tin vào cơ quan thực thi pháp luật, mà không vì bất cứ động cơ nào liên quan đến cuộc điều tra khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống đã đưa ra chỉ đạo kiên quyết và dứt khoát để đặt an ninh và an toàn của người dân Mỹ lên trên hết. Cùng ngày, mặc dù quyết định sa thải giám đốc FBI được đưa ra theo khuyến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ và cả một số nghị sĩ Cộng hòa. Tổng thống Donald Trump đã mất niềm tin đối với ông Comey từ vài tháng qua và quyết định cách chức ông này được đưa ra sau khi nhận được những quan ngại tương tự từ Bộ Tư pháp. Mặc dù quyết định sa thải giám đốc FBI được đưa ra theo khuyến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ và cả một số nghị sĩ Cộng hòa. Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ đã công khai cáo buộc Nhà Trắng đang tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra FBI về khả năng nhiều cố vấn của ông Trump đã bắt tay với Nga để tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Trước khi bị cách chức, ông Comey là người phụ trách cuộc điều tra này.
Quyết định của ông Trump có thể tạm thời trì hoãn cuộc điều tra của ủy ban này, vì sa thải ông James Comey là một tổn thất đối với FBI và đất nước. Cũng cùng quan điểm này, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Schumer còn kêu gọi một công tố viên độc lập hoặc một ủy ban độc lập mở cuộc điều tra các cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Tất nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ yêu cầu. Việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt liên quan đến cuộc điều tra về Nga là không cần thiết. Không có bằng chứng nào về sự liên hệ giữa nhóm vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Thế nhưng, những nỗ lực điều tra liên quan tới cáo buộc trên vẫn được thúc đẩy. Hôm 10 tháng 5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống là ông Michael Flynn cung cấp các tài liệu liên quan đến Nga để phục vụ công tác điều tra kéo dài nhiều tháng nay. Ông Michael Flynn hiện là nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra của Quốc hội, FBI và Lầu Năm Góc về các cáo buộc liên quan đến cái gọi là Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Hơn nữa, dư luận Mỹ tỏ ra không đồng tình với quyết định của ông Trump. Tại nhiều thành phố lớn như Washington, Chicago, nhiều người đã xuống đường biểu tình đề nghị tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nghi vấn liên hệ giữa đội ngũ của ông Trump với Nga.